chiến nhà có hai cháu là thì là những là thứ nhất là vợ chồng và là bị là cái những cái cùng năm năm nhau. Còn đến vào rồi chúng tôi là chính người điều ở đây là không được là người thân sinh ra là u mình, còn ở đây là vân là con của người Nguyễn An, ở đó là ông Vũ là con của ông Hùng, rồi là ông Hùng là con của ông Vinh là được đại diện về bên gia tộc phòng phòng ngoại của anh Thanh, và là anh Tân là anh trai của tôi là về đầu của ông Hùng, rồi là cầu Vinh, rồi cầu Nghề là cầu Nghề của Hoa Cấm là Nguyễn Kiên, còn ngoài đó là Dương, Dương và là những con của ông Nguyễn Thánh, rồi thì ở ngoài đó thì Đường, rồi Tuấn là đây là Phú Huỳnh, rồi Nga là con gái của Phú Huỳnh, rồi là Bình Dân Thái Hậu. Cho cuộc đời một sức sống mới, cảm ơn em tình yêu của anh, cảm ơn em tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về, cảm ơn em một mùa xuân tình yêu. Bao nhiêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc. Cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới, cảm ơn em tình yêu của anh, cảm ơn em tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp xua tan đi lạnh gió. Hôm nay thì hôm nay là cái gì của cha ông ta để lại, thì hôm nay là cũng như ngày hôm qua là không có cái kiểu gì gọi là xin đâu gia đình Hà Nội bỏ gia đình của anh
riêng của các tu sáu tu tu tiêu hai chín tu 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 biết không à gia đình nhỏ vậy không nào gia đình nhỏ nồi thì hai bên có hai cháu đó không hạnh phúc.
gia đình. Năm quan của hai cháu, cái cháu nào như cô cháu tôi không. Tôi chân thành một lời gái, xin gửi tới quý thân trường cái lời như sau. Lời đầu tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn bằng hữu của hai cháu là vì hạnh phúc trong năm của hai cháu về dự buổi lễ hôm nay. Thì hôm nay kính thưa toàn thể hội trường, quá cái sự tìm hiểu của hai cháu, một sự đồng thuận của hai gia đình và một chất phẩm liên cầu chính quân sản nhiều. Từ nay cháu Kết Phong và cháu Đào Dư là thành một cặp kế lương, tức là một cặp vợ chồng. Thì anh ấy mà nói cháu với chú về làm họ Đào chúng tôi, họ Đào chồng của Đức Dung vừa nữa Đào Dư về đây làm cháu hộ vợ, cháu con dài lắm. Tôi mong sự anh em ông nhất là ông ba Thanh Thuận và dòng họ vợ ở Đức An và Đức Dung, tức là tạo điều kiện để cháu thành một người dâu, một người vợ và sau này một người mẹ, tức là người mẹ hiền. Thì nay hai cháu là con gia cổ Đức Y, thì bác mong hai cháu sống hạnh phúc và công việc trong phong Đức Y thiết thực thành đạt. Rồi hiện nay thì tôi cùng thay mặt cô và gái xin gửi tới quý hữu trường một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng gửi lời phát biểu rất ngắn gọn, rất xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa của vị đại diện cho công nhân dòng họ nhà gái sông bữa trường hôm nay. Và để đáp lại những tình cảm, tình yêu thương đặc biệt đến từ phái đoàn dòng họ nhà gái, ngay lúc này đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu một vị đại diện cho quan viên dòng họ nhà trai chúng ta có đôi lời phát biểu nhận dâu và đặc biệt là tình cảm ơn những tình cảm, tình yêu thương đặc biệt mà toàn thể quý quan khách chúng ta dành tặng cho hai gia đình. Cũng thưa hai họ, thưa toàn thể hội hôn, trong giờ phút đăng quang trăm năm hạnh phúc của hai cháu Hùng và như hôm nay, tôi xin thay mặt cho ông Thuần và bà Thanh thọ lời lên dàn dâu. Xin chân thành cảm ơn Hoàng Hoài đã đưa dâu về cho họ lời chúng tôi một cách vui vẻ, an toàn và phấn khởi. Xin cảm ơn lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Sở Y tế Hà Tĩnh, bạn bè gần xa của hai cháu là bớt ít thời gian và ngọc để về dự cái buổi lễ thành hôn của hai cháu được thêm phần lúc đồng một lần nữa. Bác chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai quan họ liền anh liền chị bàn bầu gần xa của hai cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Cũng là hay hát à, cho nên tôi cũng xin gửi tới hai quan họ làng anh làng chị với một ca khúc có tựa đề Dần và Thương, nhạc và lời của Việt Hoàng. Dù cháu nói dù đi đâu về đâu ở góc trời biển nào cũng nhớ về mảnh đất quê hương của Hà Tĩnh, đó là tựa đề của bài hát Dần và Thương, nhạc và lời của Việt Hoàng. Xin hội trường xin một bao